Thế Sơn xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay Sơn sẽ chia sẻ một số những cái lưu ý khi mà chạy xe vào mùa mưa bão. Ở Việt Nam bắt đầu vào mùa mưa bão với những cái rủi ro nhiều tiềm ẩn. Nếu anh em bắt buộc phải đi ra ngoài vào những lúc trời mưa thì hãy nhớ một số những cái lưu ý sau để mình có thể hạn chế được những cái thiệt hại và rủi ro về con người và tài sản của mình. Lưu ý đầu tiên, chúng ta hãy bình tĩnh. Vào trời mưa, hãy bình tĩnh mà lái xe, không nên nóng vội mà chạy nhanh, bởi cái điều kiện thời tiết, mặt đường nó trơn khiến cho việc xử lý sự cố nó xảy ra nhanh hơn so với những lúc bình thường. Cái lưu ý thứ hai đó là bật nhiệt độ điều hòa. Chúng ta không nên sử dụng điều hòa quá lạnh hay quá nóng so với nhiệt độ bên ngoài. Cái việc chênh lệch giữa nhiệt độ quá lớn sẽ làm cho kiếng xe nó bị hấp hơi nước và làm giảm đi cái tầm quan sát của anh em lái xe. Cái lưu ý thứ ba đó là lái xe tránh ở những nơi mà có nhiều cây. Khó đoán được những cái rủi ro nào đến với mình, tốt nhất là chúng ta tránh những đoạn đường có nhiều cây cối, là những cây, đặc biệt là những cây to, cổ thụ, lớn tuổi. Cái lưu ý thứ tư đó là luôn bật đèn pha. Mặc dù là hiện tại bây giờ tất cả các hãng xe và nhiều dòng xe hiện đại bây giờ nó có đèn pha, đèn ban ngày, đèn led ban ngày. Tuy nhiên mà để đảm bảo thêm được cái sự nhận diện cho những phương tiện khác thì chúng ta nên bật thêm cái đèn cốt với đèn sương mù để cho những cái phương tiện tham gia giao thông nhận diện dễ hơn đối với chiếc xe của mình. Cái lưu ý thứ năm đó là hạn chế vượt xe. Chạy vào trời mưa thì chúng ta đừng vội vã vượt hay là đối đầu với những xe khác, vì trời mưa, đường trơn, khó đảm bảo được cái khoảng cách thắng tốt như cái lúc mà đường khô ráo. Cho nên là việc đảm bảo chạy xe thì chúng ta tránh. Lưu ý thứ 6 đó là giữ khoảng cách. Trong điều kiện chạy vào mùa mưa thì tầm quan sát cực kỳ hạn chế, nên chúng ta giữ khoảng cách đối với những cái phương tiện cùng tham gia giao thông để tránh được những cái va chạm và xử lý được tốt hơn khi mà xảy ra sự cố. Cái lưu ý thứ 7 đó là phần về tránh ngập nước. Nếu bất đắc dĩ mà chúng ta phải đi vào vùng ngập nước mà xe của chúng ta nó không bị chết máy thì chúng ta có thể là về số nhỏ, giữ chân ga đều để cho nó vượt qua. Nếu như mà xe nó bị chết máy rồi thì tuyệt đối chúng ta không được nổ máy lại, vì chúng ta nổ máy lại thì xe nó sẽ bị khí kích. Hãy gọi xe cứu hộ tới, nó kéo mình ra khỏi vùng ngập nước, và cái chi phí để sửa chữa cho một chiếc xe nó bị thủy kích thì tốn đến hàng chục, có khi đến cả hàng trăm triệu đồng. Vừa rồi thì Sơn mới chia sẻ một số những cái lưu ý khi mà lái xe vào mùa mưa bão. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sắp tới. Nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xin chào tạm biệt. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm. Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai, hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Hiện tại, công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập.